Anh trai mình đi với ai? À, không có ai đi chung. Dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình, hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. À, chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Chị có con chưa? Có một bé sinh năm 2001. Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta, bị chồng đánh là bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nổi nên chạy về. Nhà trời, xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Rồi, mời ta giới thiệu về mình. Dạ, em tên Quỳnh Hán Phát, năm nay 42 tuổi. Quỳnh Hán Phát hả? Phát làm công việc gì Phát? Tài xế. Tài xế? Dạ. Phát là làm ở đâu? Làm ở quận nhất chứ quận 2. Là nhà mình ở đâu? Nhà quận 8. Nhà quận 8. Hiện nay Phát đang ở với ai? Ở với hai đứa em trai. Hai đứa em trai là nhà của mình hay là? Ở nhà của mẹ để lại. À, mẹ để lại. Rồi ba mẹ đâu Phát? Mẹ mất. Ba cũng mất luôn. Ba mất trước. Mẹ mới mất trong dịch này. Thôi, chia buồn với Phát ha. Dạ, gia đình Phát rất là đơn chiếc thôi, ở với hai người em thôi. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Kiển Thị Kiều Trinh, sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Em buôn bán quần áo online. Em sinh 1981 ạ. Trời ơi, bạn còn quá trẻ luôn á. Nhìn trẻ măng nên Lan cứ nghĩ đâu là nhỏ tuổi hơn không à. Cảm ơn em. Chị Trinh ở Tây Ninh nha. Trinh là ở Tây Ninh, là huyện nào Trinh? Dạ em ở Trảng Bàn anh. Ở Trảng Bàn hả? À? Trảng dạ. Bàn thì cũng gần mà. Dạ. Giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Tới Củ Chi là tới rồi. Dạ. Mình nói cho đàn gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ chào Trinh, mình chung là ưu điểm thì hiền, trung thật. Khuyết điểm thì hơi nóng tính xíu. Mình hiền, hơi nóng tính chút xíu. Ủa sao nó mâu thuẫn nhau vậy? Hiền mà nóng tính thì khi nào đó quá là mới nóng tính thì bình thường. Quá mới nóng tính, mà nóng tính quá thì em làm gì? Tùy theo tình huống, nếu mà trong gia đình thì mình không nói, mình đi chỗ khác. À. Còn ở ngoài thì anh em bạn bè thì có thể chửi một chữ kia mà tiếng lại thôi. À. Nói chung là nóng quá chữ thề đó hả? Dạ. Nhưng chữ thề không có mà ok nó không được thì không nữa. Ừ. Còn nếu mà quá thì cũng chưa biết. Quá chưa biết đúng không? Thôi mình gái. Chị ơi, mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm của chị thì giỏi, siêng năng, cầu tiến và ham học hỏi. Dạ. Còn khuyết điểm thì nấu ăn không được ngon. Với dạo gần đây trí nhớ không biết đi chơi đâu mất tiêu rồi. Chị còn một cái ưu điểm rất là vượt trội mà em nghĩ là chị nên tự hào vì điều đó. Đó là chị quá xinh đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình đó. Cảm ơn em. Em dạ. Cũng rất là dễ thương và xinh đẹp. Trời, hai chị em mình khen nhau chứ. Chị ơi, mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Trong suốt khoảng 20 năm đó chị không có mối tình nào hết? Có, nhưng mà quen chỉ thời gian ngắn không được, chia tay. Chị có con chưa? Có một bé sinh năm 2001. Chị có dễ dàng khi mà nói về cái lý do mà mình phải ly hôn không? Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Với hơn nữa mình bị đánh. Bị chồng đánh là bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nổi. Nên chạy về. Chị không thể kể nữa được. Em có thể ôm chị một cái được không? Cảm ơn. Cái gì rồi nó cũng sẽ qua chị ha. Em hy vọng là thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp đến với chị. Bây giờ con chị ở với ai? Ở với chị. Ở với chị hả? Một người mẹ đơn thân 20 năm, nuôi con một mình 20 năm rồi. Nhà trai ơi, cái hoàn cảnh bên kia bên nhà trai cũng đã nghe rồi. Bây giờ mình giới thiệu về nhà trai đi em. Chào anh ạ. Mình thì cũng ở vậy cũng mười mấy 20 năm rồi. Thì cũng nói chung là con thì sống bên mẹ nhưng mà mình nuôi đủ tiền học thì nuôi hết. Con mấy tuổi? Con 18 tuổi. Là con trai? Con gái. Con gái hả? Dạ. Cô gái bên kia rất là tội nghiệp khi mà đã chịu một cái tổn thương quá lớn từ cái người chồng trước.
em hy vọng rằng là anh sẽ là người bù đắp được cho cổ. Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Lý tưởng của anh thì nói chung là dễ nhìn, cao khoảng mét 6 trở lại, hơn xíu cũng được, mà hiền được. Chị đẹp lắm, chị bên đó rất đẹp và rất hay hiền. Ông nghe cái chuyện đó mà cũng cảm động xíu. Dạ, cái tính nào của người phụ nữ anh không thích? Ghen thì ít thì được, mà ghen nhiều quá thì nó như nó bị kiểm soát. Dạ, kiểm soát nhiều quá. Anh không thích kiểm soát. Giả tạo. Người gì nữa không? Chị bên kia thì thích nấu ăn nhưng mà nấu thì cũng không ngon. Miễn có nấu được rồi. Không quan trọng trên đó. Rồi, ok, vậy là được rồi. Thà cũ có gia đình chưa? Có rồi, rồi có đúng con không? Rồi. Thôi vậy cũng được rồi. Ha, không chung là cũng không nữa. Có vướng bận. Thôi, mình qua nhà gái cái. Em chào anh Linh. Xin chào em. Cô gái bị quá nhiều tổn thương thì chắc chắn luôn luôn có những giọt nước mắt. Chúng ta dẹp hết những giọt nước mắt đi. Ha? Dạ. Mình sống với một cái hiện tại tích cực hơn, coi như nó là một cái ước. Bây giờ nè, cười tươi lên cho cuộc đời nó tươi sáng nào. Mình cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao khoảng 1m7. Đúng, có bụng. Đầu hói không hói cũng được hết. Đúng rồi, hói không hói không quan trọng. Dạ, mà... hói càng nhiều càng tốt. Em không thích sao muối, em không thích sao muối. Không thích sao muối đúng rồi. Vu lạ quá trời, vu thích bụng bự. Không sao muối. Không cần sao muối. Dạ. Một muối như vậy cũng được rồi nè. Dạ. Đúng không? Được. Không lăng nhăng, sự nghiệp ổn định là được rồi. Sự nghiệp ổn định. Bên kia lái xe cũng ổn định rồi. Nhậu ít thôi nha em. Nhậu ít. Bên đừng kia nhiều, em sợ nhậu lắm. Sợ nhậu. Có nhậu không anh? Mà có mà ít à. Thôi đừng nhậu luôn đi anh ơi. Đừng nhậu luôn nha. Em vì chồng cũ em nhậu á, đánh này tổn nên em sợ. Chuyện nó qua rồi đừng nhắc. Càng nhắc càng buồn, càng sợ luôn. Dạ. Bây giờ mình sống ở nhà với với gia đình. Gia đình với ai nữa? Mẹ với em với con. Đảng bàn Tây Ninh. Dạ. Thí dụ bây giờ mình về quận 8 mình ở được không? Bây giờ em không nói trước được gì, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu rồi khi đó là mình có thể nói chuyện với nhau vấn đề đó. Cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ thì hỏi người mình thân gặp đi. Người thân đi. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Tại hai đứa em mới biết làm hết. À dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình. Hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. Mở rào. Anh Linh, chị có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh ạ. Có tặng cái gì cho bạn gái nói đi. Bông. Bông hả? Mở bông coi đẹp không? Cái bông cất vô cái bình. Đẹp hơn gái. Dạ rất đẹp. Rồi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau đi. Dạ em chào anh ạ. Ở trạm này chắc cũng xa ha, đi cũng mệt à? Dạ đi hơi xa, tại em ngồi xe bị say xe đó. À. Trước khi đi em phải uống thuốc mới đi. Của mình nó chở mình ở lâu quê dưới không ta? Dạ em ở đó từ nhỏ luôn á, em hồi hộp quá. Em bây giờ phát cảm nhận bạn gái thế nào? Bạn gái nhìn xinh. Trẻ hơn tuổi, 1-2 tuổi. Anh nghe em nói tâm sự thì cũng buồn, nhưng mà cãi qua rồi đúng không thì thôi. Nói chung là em cũng quên rồi, nhưng mà đến thì nhắc đến em hơi bị xúc động. Đúng rồi, tại nó gắn vô tâm trí mình lâu quá. Đúng rồi. Nhưng mà hơn 20 năm rồi. Dạ. Cho nó qua nỗi buồn đó đi. Dạ, em quên rồi đó. Chứ mà hỏi đến thì em kiểu như là nó trước nó ù về. À, bây giờ phát hỏi bạn gái đi. Mình ở xa vậy mình hẹn hò sao, có thể mời bạn gái vào cuối tuần hay gì đó. Cuối tuần rồi em có rảnh không ta? Dạ được anh. Ủa rồi con ở với mình đúng không? Ở với em đúng không? Dạ dạ. Ủa rồi mình đi có sao không ta? Dạ rồi, con em lớn chưa? Con em 21 tuổi rồi. À vậy không sao. Phát có xe riêng mà, lên chừng nào cũng được. Dạ. Thật ra đây Trảng Bàng đâu có xa đâu. Dạ, như... nó là tới Củ Chi là tới rồi. Dạ, Củ Chi lên xíu. Không, 70 cây đúng không? 70 cây. Em không rành nữa nhưng mà em thấy gần á. Nào có dịp lên chảnh, không chắc giờ này cũng phải lên thường. Em có. Em muốn đẻ nữa hay là sợ nuôi con? Anh thấy bây giờ thì nuôi con mới khó. Đúng rồi. Nên nếu mà hai người có con hết rồi, nói chung không cần đứa con thứ ba này kia. Dạ em cũng nghĩ như anh vậy đó. Thì mình cũng lớn tuổi rồi đó, phải nuôi phải mệt. Đúng rồi, em nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ai cũng đã từng hiểu, từng trải qua rồi, là nó đủ rồi. Ý kiến chung của anh có... giống như cái đó đó. Có hết rồi mà có con cái hết thì dạ. Cần bạn bè sao, tuổi già thôi. Dạ đúng rồi, em đồng ý với ý kiến của anh cái đó đó. Em làm tại nhà không hả ta? Hay là... Dạ em bán online đó, em bán rồi em đi giao luôn.
Không có thời gian à? Dạ em không có thuê. Tại vì cũng mệt à? Dạ rất mệt luôn, phải nói là rất rất mệt luôn á. Nhưng mà vì em đang xa vậy, sao mình không cứ ship à? Tại vì em bán từ nào giờ em đi giao khách quen rồi. Giờ mình kiếm người đi giao quá, ta nói nay sao không đi giao mà kêu người ta đi giao, người ta không chịu. Ủa mà em bán gì ta rồi phải quần áo. Dạ. Tại mình cũng kỹ đúng không? Dạ đúng rồi, em kỹ lắm. Nữa có ảnh về anh chở đi giao. Em cảm ơn. Ủa rồi em ăn uống thì ở nhà tự nấu hả ta? Dạ em đi ở nhà mẹ nấu á. Cái em về cái có đồ ăn. Còn mẹ hôm nay nó cũng 80 hả? Dạ không, nó có 60 mấy à. 60 hả? Dạ. Ủa mẹ nấu đồ ăn cho ăn luôn sướng vậy? Dạ tại vì em cứ chạy ở ngoài không à. Em được khi nào mà em rảnh á thì em vô, nhưng mà hình như rảnh vô biết ít lắm. Tại vì em chạy tối ngày luôn á. Ồ. Dầm mưa dãi nắng dữ lắm, thức đêm thức hôm nữa. Trời. Bởi vậy em mập không nổi là vậy đó. Không có gì đẹp rồi đâu cần mập. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ hai người nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Không muốn điều gì xảy ra nữa. Cái thứ nhất là em không thích lăng nhăng. Cái gì em có thể bỏ qua, suy nghĩ có thể bỏ qua, nhưng mà cái tánh lăng nhăng em chỉ dứt phát ngay và liền. Nhậu thì ít thôi, càng ít càng tốt. Em chỉ vậy thôi. Anh thì cũng lâu gặp bạn là phải vài ly. Em rất là sợ, sợ nhậu nhiều. Em rất là sợ luôn. Em nhìn người nhậu nhiều em sợ lắm. Chị Trinh thì chị hiền á. Thật ra chị sống cũng khép kín lâu rồi. Ở đây thì Phát á, đi thường xuyên giao tiếp nhiều hơn thì Phát có thể mạnh dạn hơn chút xíu. Anh nghĩ rằng là Phát nên chủ động nhiều hơn với người phụ nữ này, có thể giúp họ mở lòng mình ra, mở cửa trái tim mình ra lại. Nếu như mình lấy nhau, gọi là bạn này có thể về nhà ở nhà em được hay không, và có thể làm được cái công việc gì hay không. Nếu mà em được về nhà anh thì càng tốt. Nhà thì ba đứa em thì nó dễ lắm, không sao. Cũng đâu có làm dâu đâu sợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là Trinh với con Trinh về ở luôn được không? Thì đó cũng được, cho mình sắp xếp thôi. Con của Trinh cũng lớn rồi. Đúng rồi, thì đó không, em nghĩ chứ không lo phần đó. Không có lo phần đó. Đúng rồi. Mình phải nói rõ nhau hết những cái điều đó ha. Nếu mà mình tiến tới hôn nhân á thì khoảng bao lâu? Chắc khoảng 6 tháng. Có sớm không hay là? Dạ không sao, mình lớn tuổi rồi mà. Đâu có phải tuổi trẻ nữa đâu, để nhiều năm. Đúng. Rồi bây giờ Phát tiến đến cô gái đi. Nắm tay cô gái nào. Cho mình nắm tay. Nãy anh nghe chuyện em cũng buồn nhiều nên mong sau này nói chung bỏ được bỏ qua. Còn ở chuyện tới nếu mà tụi mình tiến sâu tiến xa hơn thì ok anh sẽ không có tập lại mấy người trước để cho em suy nghĩ nhiều. Dạ em cảm ơn. Để nguyên hát một bài nào đó tặng cho Trinh đi. Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Bảy giặc cứu sĩ ba điều khiển từ xa giặc vũ thả ga. Để tay vào nút bấm đi Phát. Em rất mong là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội bởi vì chúng ta đã có quá nhiều cái tổn thương và quá nhiều cái mất mát rồi. Thôi thì bây giờ gặp nhau ở trên sân khấu này nó cũng là một cái duyên, một cái định mệnh. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Chính thức hai bạn này hẹn hò với nhau rồi đó, nắm tay nhau đi. Em cảm giác sao? Dạ em giờ hồi hộp quá. Đến đây ai cũng hồi hộp không? Chúng anh cũng rung ít hơn xíu. Hai mình có cơ hội đứng xa, tí xa hơn không? Thì mong sau này sẽ tốt hơn. Em mong anh nói được sẽ làm được. Anh nói anh được được. Nhớ nha anh. Em rất là tin tưởng chương trình. Cho nên là em hôm nay em đến đây. Thì cơ hội của mình thì em sẽ cho một lần nữa. Nếu như không chắc thì em không biết để như thế nào. Ok, hiểu trên đó thì em cứ an tâm. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến hạnh phúc. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà. Chúc mừng anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em đem quà xuống cho chị đi đường này. Đây, hướng này luôn. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng mà một vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải là thực sự sâu sắc.
cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em mét nhiêu, em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích là một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Ừ. Gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trên ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi, bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm, nhược điểm của mình đi. Dạ, theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi Mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn tị hả? Dạ. Tí xù dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và không cái hợp, cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chị là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói rồi. Cái nào dù đúng xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào?
À, em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi trời ơi, em mét nhiêu? Em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Mét 8 khó chịu lắm. Vô mà không phải làm cửa, phải làm em cửa. Xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. À, phải làm em cửa. Xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. À, 68 rồi. Mình vô được. Yên tâm đi. Rồi. Đây. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi, rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Ừ. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Dạ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. À, bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. À, đi mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ em là một người rất là thích đá banh, em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích bao bóng, em ở vị trí thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Đến nên với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây đợi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn.
tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua, từ trên đôi môi yêu những tiếng cười cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn cuối. Được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Thế nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người ra trường không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch muốn có những cái chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng thì cái đó thực ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình mới duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến đi mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhỉ. Từ từ bỏ nhỉ. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi. 1 2 3 Chúc mừng. Trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác, con
được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Con cũng thấp cho nên anh đứng. Mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. À, cải thiện nòi giống đúng không? Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Mời nhà trai. Đây, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè, mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, dạ con chào cô, con chào chú Quyền Linh, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh, năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược, con đang học tập tại Bình Dương và quê quán của con thì dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình. Thì con đăng ký trước kiểu dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. Rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À qua bản coi đi nha mặt thầy gái luôn hả? Trời ơi bé gái mà, đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi, xinh đẻ xắn dữ con, quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ con cũng nói thiệt là tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa cờ rớt hay là kiểu đường này kia luôn. Thực sự mới chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi tình yêu chú thế nào. Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. Hai mối rồi. Mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ, mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Ừ, mối thứ hai? Trải qua được khoảng 6 tháng. Lý do chia tay vậy? Dạ, về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội. Nên là thôi ơi, gì? Sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà hiện nay con đang ở đâu? Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Chào cưng. Trời ơi, nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình. Quảng Bình. Vậy bên kia Quảng Bình Trị. Với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Ồ vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ về điểm mạnh của em thì
Mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ, ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi biết đàn, rồi biết hát. Cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Vậy đó. Cao hơn con. Con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con mét 53. Bên đây nhiêu em trai? Cao mét mấy? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em cao 1m69.9 ạ. Bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tưởng một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em vẫn nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Trời ơi. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Không được xinh quá tại sợ không lo được rồi mất công ghen hay mệt thương ha? Dạ, vâng. Mệt mỏi. Thôi thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Dạ thưa anh Quỳnh Linh thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935. Ngoài thủ trưởng có ý kiến ạ? Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý cho đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết, nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Con đi với ai nè? Dạ hôm nay con đi với anh trai mưa và một vàng em gái mưa. Anh trai mưa với em gái mưa luôn? Một vàng em gái mưa của con. Một vàng em gái mưa của con. Còn sấm sét đồ này kia là mới bấm nút sau mới gặp sao cô. Anh đó là anh trai mưa hả? Sao lại là anh trai mưa? Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai mưa mà mấy bạn đi chung ở đây. Dạ thì con có đôi lời nhận xét tới bạn Hoàng Anh. Dạ bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ em ấy học thì rất là giỏi. Dạ. Còn nhận xét bên anh trai bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Con cũng sao con cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì dạy cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Rồi. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào ông mới lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Rồi mở rào. Để tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn. Bay tới. Anh chào em. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa.
với lại một quyển sách. Để trong sách em có viết vài dòng. Dạ em cảm ơn. Rồi để đây con, để đây, rồi đó. Nhận sổ nè, rồi trao quà của mình luôn. Rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh, là em nghĩ cái này không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm cái này. Cái gì vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em run em không có nói được gì. À, không sao đâu. Thì thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu với anh Trai Mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi, tại vì anh có suy nghĩ mà, thì không biết là anh Trai Mưa của em thì tại sao hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh Trai Mưa? Gọi anh Trai Mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không, chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám là ấy thôi, ấy thôi đó mà. À, thật ra thì anh chỉ hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một anh người anh trai rất là thân với em. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi, bạn thì em thấy sao? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi, ngoài hình ơi nhìn con sợ trắng quá, cái đứng với con nó bị chạch. Bây giờ con rung quá không? Con không nói được cái gì hết cô ạ. Rung quá hả? À? Đâu dạ. Có gì đâu rung. Người chủ động trước á Thành. Nãy giờ là em rung dữ lắm á. Nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn ạ. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này, thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó, tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng. Bây đó. Giờ tiến tới nắm tay bạn gái ha. Yeah. Hỏi em, theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới, tiến tới hôn nhân gì đó. Em thế nào đó, nắm tay bạn gái. Mời cho em nắm tay nha. Đây là cái nắm tay đầu tiên của con yên tâm. Cô thì... cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh diễm phúc lắm mới được nắm tay em. Đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Đối với bé này á, là Thành là cái diễn đầu tiên hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, đó con đứng lên với anh đi. Rồi. Em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc Anh Có Về Quảng Trị Với Em Không. Wow, hay quá. Rồi. Truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè. Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bão tám nghe gió lao quan lửa, mạnh đấn miền Trung công như đón gánh mẹ. Suốt một đời dài dầu với nắng mưa, anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm măng, mùa thu đến trong veo dòng thạch hàn, ngon dòng hò trống vân vả đầy vơi, giữa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ, hướng mâm lúa đập đứng dậy, chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nổi đau thương. Dạ rồi, con xin hát rồi. Để em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay,
Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới mới lọc là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Thì anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng. Trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nghiệp luôn. Bắt một cái đồng nghiệp luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Bây giờ Thành đó, Thành nhìn vô máy đi, coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình, được gặp gỡ bé Hoàng Anh, thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào, cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Biến tóc nhẹ nhàng lên Thành. Tấn công. Nào. Có đồng ý không? Rồi. Chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Có. Rồi, Thành. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ôi cô. Đầu tiên là phải một cặp. Bên đây nữa ta là ta phải bình tĩnh từ từ nào, đúng không? Đầu hết tiên sức phải bình có tĩnh cặp nào. Trời ơi, đáng yêu làm sao á. Dù của anh trưa trời mưa, em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn ha. Băng qua giông bão mà tiến tới. Nào, chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Dạ. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Hai đứa đẹp lắm á. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Nhìn họ rất là trẻ trung, có thể nói là hai gương mặt cũng rất là hợp với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, đổi có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ không? Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Nó đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Luộc. Trứng luộc. Gạo luộc. Rồi nhà trai. Rồi, ngồi xin mời nhà trai. Gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học, vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn, nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê của...
có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Có rồi, quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc, chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được chưa em? Dạ. Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa... Nói lớn lên, nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an. Tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm. Cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá, không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải mình... hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Cao hơn con? Dạ. Con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi, yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có da trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có da trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi, con có mấy mối tình rồi? Vũ? Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ, ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con... ở đâu? Thảo, Thảo ở... Thảo ở đâu vậy? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây, đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khớp như con không? Dạ. Răng đều đẹp rồi. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá, niềm xa. Dạ, niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ, cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội cô chủ đi. Động kết thúc mấy chú trong quân đội. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật. Kỷ luật thủy chung đó. Son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Ha. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ muốn yêu cầu. Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành,
hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian gần nhất, đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em, và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ, nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Gạo luộc. Dạ, trời thì ơi, cũng tương mà dạ, nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở rào. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đã, đứng lên tặng nè. Để cho anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ, con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, dạ em cho anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Vậy thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không thể thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Dạ. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt, mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Kiểu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu, nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động, nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được, tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Rồi. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chiến quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là
nhát gái. Không chung nhát cái gì, nhẹp. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nha. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi, nào, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách, cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh chứ. Làm sợ dữ Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo. Thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau tiến tới hôn nhân, dài lâu tiến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái hả? Xin hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Vũ bây giờ chủ động nào? Chủ động đi Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Cho anh xin cái nữa. Đó. Thương gì đâu, cưng quá. Rồi nè, mẹ nên chủ động. Xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Dễ thương quá. Bây giờ mình mới biết được rằng là những cái rung động đầu đời đó nó khó tả lắm. Mà đáng yêu mình lắm. Nó đáng, rất là đáng yêu. Xem là giây phút này á, chúng ta cảm giác rằng nó cuộc tình nó trong veo đó. Nó gần như là còn nguyên vẹn đó. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Hãy giữ lấy những khoảnh khắc đó để chúng ta có thể có động lực hơn trong tình yêu. Và hãy giữ những khoảnh khắc đó để tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong thời gian rất ngắn, hai bạn sẽ hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.